Người cung chấn mệnh mộc xây nhà năm 2020 hướng đông tứ mệnh hay là tây tứ mệnh được lộc trời cho, giàu sang vô đối. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại chương trình Phong thủy may mắn. Tôi là Như Quỳnh, trợ lý của thầy Gia Cát. Lời đầu tiên cho chúng tôi xin được gửi lời tri ân tới toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy nhà ở của chúng tôi. Các bạn thân mến, trong suốt thời gian qua thì Phong thủy may mắn đã nhận được rất nhiều ý kiến của quý vị khán giả hỏi về phong thủy nhà ở, đặc biệt là vấn đề xây nhà năm 2020, 2021, 2022 và phương pháp hóa giải nhà không hợp hướng như là bị phạm vào tuyệt mệnh, ngũ quỷ, lục sát, hỏa hại và những câu hỏi về kết quả tài lộc cho những người ở nhà hợp hướng, phục vị, thiên y, diên niên, sinh khí. Phạm vào hướng xấu thì có nên kết quả tài lộc hay không? Ở hướng tốt thì cần phải hóa giải điều gì? Được sự tư vấn tận tình của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt về vấn đề này. Hôm nay, Phong thủy may mắn sẽ chia sẻ cho các bạn về kiến thức chọn hướng nhà tốt để xây dựng năm 2020 cũng như là cách hóa giải hướng nhà xấu. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, ta sẽ đến những người thuộc cung chấn nam mạng và nữ mạng thuộc những năm sau: 1925 Ất Sửu, 1934 Giáp Tuất, 1943 Quý Mùi, 1952 Nhâm Thìn, 1961 Tân Hợi, 1970 Canh Tuất, 1979 Kỷ Mùi, 1988 Mậu Thìn, 1997 Đinh Sửu, 2006 Bính Tuất, 2015 Ất Mùi, 2024 Giáp Thìn. Đối với người mệnh chấn mộc có bốn hướng tốt đó là đông phục vị, bắc thiên y, đông nam diên niên, nam sinh khí. Bốn hướng xấu đó là tây nam hỏa hại, tây tuyệt mệnh, đông bắc lục sát, tây bắc ngũ quỷ. Mời các bạn cùng theo dõi bài phân tích cát hung của từng hướng nhà khi động thổ xây mới hay sửa chữa vào năm 2020 với người cung chấn và phương pháp hóa giải của thầy Gia Cát cùng những thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Chi tiết như sau. Đầu tiên đó là hướng đông gồm ba sơn giáp Mão Ất, 67,5 đến 112,5 độ, phạm ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm. Ngũ hoàng thuộc thổ đáo đến mộc cung hướng đông, mộc khắc thổ nên những nhà tọa tây hướng đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa trong năm 2020 bất kể bạn tuổi gì. Hơn nữa tọa dậu hướng Mão phạm vào mộ long biến vận nên để sang năm 2021 hãy làm để được nhiều may mắn cát lành, vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vậy nên không nên làm ẩu, kẻo rước họa vào thân. Người mệnh chấn mà xây nhà vào hướng đông thuộc đông tứ mệnh hợp hướng được phục vị là sao Tả Bồ thuộc mộc hướng đông nam tự quái là tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ vắt rất nhanh, còn xấu thì hung họa hồn lường. Vì vậy với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Còn về hướng bắc gồm ba sơn Nhâm Tý Quý, 337,5 đến 22,5 độ, thái tuế tại Tý, hướng bắc là chính thái tuế với nhà tọa ngọ hướng Tý, tọa phạm tuế phá vào tam sát, hướng phạm thái tuế nên tuyệt đối không xây mới. Nhà tọa bính hướng Nhâm phạm tam sát cũng không nên xây, nhà tọa quý hướng Đinh phạm vào mộ long biến vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp mà bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Người mệnh chấn xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh hợp hướng được thiên y, thuộc sao Cự Môn thổ hướng đông bắc tự quái là cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài, phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn sẽ có thể hóa giải. Ngoài ra cần sử dụng pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để chấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có cuộc sống thịnh vượng hơn. Còn đối với hướng đông nam gồm có ba sơn Thìn Tốn Tỵ, từ 112,5 đến 157,5 độ, năm 2020 Canh Tý sao lục bạch đáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim đáo và đông nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt, với nhà tọa càn hướng tốn và tọa hợi hướng tỵ phạm mộ lòng biến vận không nên xây mới, nếu xây thì tròn vào tháng cát lành đó là tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Còn tọa Thìn hướng tuất không phạm sát nên cứ sau đồng chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm, hãy liên hệ trực tiếp với
chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Người mệnh trấn xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh nên hợp hướng được riêng niên là sao Vũ Khúc thuộc kim hướng tây bắc tự quái là càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả nên đặt cửa giường về phía riêng niên theo tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc sử dụng phương pháp trấn trạch, vượng long phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cát lành hơn. Còn trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt, ta cần phải có pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp gia chủ có được may mắn và tài lộc. Xét đến hướng nam thì gồm có ba sơn bính ngọ đinh, 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2020 xây nhà đại cát, vì vậy những nhà tọa bắc hướng nam năm 2020 cố gắng tận dụng mà làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ đó là tháng riêng, tháng 2, 4, 6, 7, 8, 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa nên chọn tháng 2 và tháng 7 âm lịch sẽ rất cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cát lành may mắn hơn. Người mệnh trấn ở hướng này thuộc đông tứ mệnh, hợp hướng được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi vì sinh khí tượng là sao tham lang thuộc mộc hướng đông, tự quái là trấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy thì cần phải có sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín làm sẽ được cát lành hơn. Ngoài ra, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, đó là gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Về hướng tây nam gồm ba sơn mùi khôn thân, từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2020 sao tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc đáo đến tây nam, ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới vào năm 2020 cũng không được cát cho lắm. Hơn nữa, năm 2020 sơn thân phạm vào mậu kỷ đô thiên nên không xây được. Sơn mùi và khôn nếu xây mới chọn tháng vượng 3, 4, 5, 6, 9. Trong trường hợp mà tu tạo sửa chữa nên chọn tháng 9 và tháng 10 âm. Khi đó thích khí thay đổi làm sẽ rất là cát. Người mệnh trấn mà ở hướng này thuộc tây tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào họa hại là sao lộc tồn thuộc thổ hướng tây nam tự quái là khôn, chủ về tổn thương cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng, cần phải có phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Trong trường hợp mà đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, đó là gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách của nhà không hướng. Xét sang hướng tây thì gồm có ba sơn canh dậu tân, 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2020 canh tí cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa đáo kim cung hỏa kim tương khắc nên hướng này không được cát. Những nhà tọa mão hướng dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới. Nhà tọa giáp hướng canh và tọa ất hướng tân có thể xây mới vào năm 2020. Tuy nhiên, nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới chọn tháng 3, 4, 5 và 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất thì anh chị chọn tháng 4 và tháng 5 âm lịch sẽ rất cát. Để được tư vấn chi tiết, anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được cát lành may mắn. Người mệnh trấn xây nhà hướng tây thuộc tây tứ mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc kim, tự quái là đoài, chủ về xung đột, nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy những người mệnh trấn khi mà xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại vị trí các phòng ban hợp lý cho 5 tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp mà gia chủ đang ở nhà hướng tây rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, đó là gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng. Hướng tiếp theo chúng ta cần phải lưu tâm đó là hướng đông bắc gồm ba sơn sửu cấn dần, 22,5 đến 67,5 độ. Năm canh tí 2020 nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc kim đáo và đông bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới hay tu tạo sửa chữa rất cát.
với nhà tọa thân hướng dần thì không nên xây mới vì hướng dần phạm mậu kỷ đô thiên sát, anh chị xây mới chọn tháng 4 và tháng 9 âm lịch. Nếu tu tà sửa chữa thì chọn vào thời điểm tháng 4 và tháng 6 âm lịch và liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để có thể lựa chọn ngày giờ may mắn bổ long phù sơn cho gia chủ. Những người mệnh trấn xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc tây tứ mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao văn khúc thuộc thủy tượng quái lạc hàm, chủ bị chuyện thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như sau: sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách của phong thủy hoặc tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Còn trong trường hợp mà gia chủ mệnh trấn đang ở nhà hướng đông bắc rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch hương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng. Xét sang hướng tây bắc gồm ba sơn tuất càn hợi 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2020 bát bạch tài tinh đáo đến, bát bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung thổ kim tương sinh nên hướng tây bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa tị hướng hợi phạm tam sát nên tuyệt đối không xây mới vào năm 2020, còn các sơn khác nếu muốn làm nên khởi công vào tháng 4, 6, 11 sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau đồng chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất cát. Với người thuộc cung trấn xây nhà hướng này thuộc tây tứ mệnh không hợp hướng vì phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao liêm trinh thuộc hỏa, tự quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái thì khó dạy. Hơn nữa vào năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện nên bán đi mua ở nơi khác cất lành hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu nếu làm được từ đầu như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Còn trong trường hợp người mệnh trấn đang ở nhà hướng tây bắc thì cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, đó là gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng. Trên đây phong thủy may mắn đã phân tích chi tiết về các hung của từng hướng nhà và phương pháp hóa giải cũng như là việc kích tài lộc cho người thuộc cung trấn được cuộc sống hạnh phúc viên mãn hơn. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào chi tiết bố trí phòng ban hợp lý và việc lựa chọn màu sắc cũng như là những con số phù hợp và cát lành nhất đối với người cung trấn. Chi tiết như sau: chọn hướng cửa nhà cho người mệnh trấn hướng về phương vị tốt nên chọn hướng cửa làm nhà tọa tây bắc hướng đông nam trường tồn bền vững, tọa tây hướng đông bình ổn, tọa nam hướng bắc về sức khỏe và mau lành bệnh, hoặc là tọa bắc hướng nam phát triển. Màu cửa hợp với người mệnh trấn đó là hành mộc, xanh da trời, xanh lục, vàng, nâu, cà phê, xám, xanh lam. Chọn phòng ngủ nên chọn phòng ngủ các hướng bắc, nam và đông nam. Hướng đặt đầu khi ngủ nên đặt đầu theo hướng như là phòng ngủ thì tinh thần sẽ được thoải mái, dễ đi sâu vào giấc ngủ. Nếu chọn các hướng tây, tây nam, đông bắc rất dễ bị mất ngủ, đặt đầu hướng tây sẽ bị ngủ mê. Hướng đặt bếp cho người mệnh trấn, hướng cửa bếp cũng như là hướng cửa phải quay về hướng tốt, miệng bếp tốt nhất là về hướng nam. Làm như vậy thì có thể khiến cho tinh thần sung mãn, tăng thêm sức sống. Nếu gia chủ mắc bệnh lâu năm khó chữa nên chuyển hướng cửa bếp sang hướng bắc, như vậy sẽ giúp mau lành bệnh. Lưu ý chọn hướng nhà và hướng cửa thì áp dụng cho đàn ông trụ cột gia đình, còn hướng bếp và hướng giường ngủ đa phần là dành xem cho phụ nữ. Hướng bàn làm việc tốt cho người mệnh trấn quay lưng về hướng bắc và mặt hướng nam. Màu sắc hợp với người mệnh trấn hành mộc, xanh da trời, hành thủy, màu đen và màu xanh lam. Màu sắc kỵ với người mệnh trấn đó là hành kim, vàng kim trắng. Về hành hỏa thì đỏ, tím, cam. Màu trung tính đó là hành thổ, vàng, nâu cà phê. Màu khai vận cho người mệnh trấn đó là màu xanh lục, xanh lam. Trong ngũ hành, trong mộc có mang hỏa, mộc sinh hỏa là sinh khí, mộc với mộc là vượng khí, do đó màu xanh lục và màu xanh lam thường được người tuổi Dần sử dụng với mong muốn là mở rộng mối quan hệ và tránh rủi ro trong cuộc sống. Về màu suy, đó là màu trắng, kim khắc mộc, hỏa khắc kim, vì vậy bạn nên hạn chế sử dụng những đồ vật liên quan tới màu trắng. Con số khai vận tốt cho người mệnh trấn đó là số 2 và số 7, con số suy cho người mệnh trấn đó là số 4 và số 9. Con số tốt trong xây dựng của người mệnh trấn đó là 1, 3, 5, 6, 8, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 30 và 31. Việc lựa chọn cho mình hướng nhà hợp lý là điều hết sức quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến số mệnh của một đời người. Vì
vậy, việc xây nhà và lựa chọn bố cục phong thủy nhà ở phải hết sức hợp lý để phù hợp với công năng sử dụng của tất cả những người trong gia đình, giúp cho gia đình bạn có cuộc sống viên mãn hơn. Để việc xây nhà được cát lành, người ta xét đến các yếu tố sau, đó là thái tuế, khả tọa, bất khả hướng. Có nghĩa là nếu làm nhà vào năm 2020 năm Tý thì hướng Tý Bắc phạm vào thái tuế, vì vậy tất cả những nhà hướng Bắc đều không xây được. Do thái tuế là tối đẳng thượng thần, là thần sát lớn nhất trong năm, vì vậy không nên động thổ chạm vào. Thái tuế tốt thì không gì tốt bằng, nhưng khi phạm vào thì hung họa cũng thật khó lường. Do vậy, đối với những nhà hướng Bắc năm 2020, trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải xem xét thật kỹ, cần phải lựa chọn thầy phong thủy uy tín tư vấn và thiết kế bố cục phong thủy hợp lý để có thể hóa giải. Còn về tuế phá, đối diện thái tuế là tuế phá, có nghĩa là nếu năm 2020 năm Tý thì hướng Ngọ Nam phạm. Vì vậy, tất cả những nhà hướng Nam có tọa độ 180 cộng trừ 7,5 độ không nên xây mới bất kể là bạn tuổi gì. Vì vậy, trước khi xây thì cần phải đo đạc cẩn thận xem nhà mình có rơi vào tọa này không. Nếu đúng thì không nên xây mà chọn năm khác xây. Còn rơi vào những độ số khác thì cần phải tham khảo ý kiến từ chuyên gia trước khi xây mới hay là sửa chữa để có thể được cắt là nhất. Còn về tam sát, khả hướng bất khả tọa, tam sát bao gồm tuế sát, kiếp sát, tai sát, chúa tể của âm khí, chết chóc và bệnh tật nặng. Về năm, dần, ngọ, tuất, sát hướng Bắc, năm thân, tí, thìn, sát hướng Nam, năm hợi, mẹo, mùi, sát hướng Tây, năm tị, dậu, sửu, sát hướng Đông, năm 2020, kỵ, tọa Nam. Vì vậy, những nhà hướng Nam không nên xây mới trong năm 2020. Còn về sao lực sĩ, vốn là sao hộ thần của sao thái tuế, là hung tinh, là thần hung ác, gây sát thương, tai nạn, tai họa bất thình lình. Về cách tính lực sĩ, hợi tí sửu, lực sĩ tại cấn, dần mão thìn, lực sĩ tại tốn, tị ngọ mùi, lực sĩ tại khôn, thân dậu tuất, lực sĩ tại càn. Năm 2020 kỵ hướng Đông Bắc, vì vậy những nhà tọa khôn hướng cấn không xây mới hay sửa chữa trong năm 2020. Về ngũ hoàng đại sát, được tính theo huyền không phi tinh, ngũ hoàng là đại sát tinh chủ về bệnh tật, chết chóc, tai nạn, bại sản. Năm 2020, ngũ hoàng đại sát hướng Đông, để tránh những tai họa do ngũ hoàng đại sát mang đến, những nhà hướng Đông vào năm 2020 tuyệt đối không xây mới hay sửa chữa. Về mậu kỷ đô thiên sát, kỵ tọa nhà, năm giáp kỷ tại sơn thìn tỵ, tối kỵ luôn vào tháng thìn tỵ, đó là tháng 3 và tháng 4. Năm ất canh tại sơn dần mão, năm bính tân tại sơn tuất hợi, năm đinh nhâm tại sơn thân dậu, năm mậu quý tại sơn ngọ mùi. Năm 2020 không tọa nhà sơn dần mão, những nhà hướng đông bắc tọa thân hướng dần và tọa hướng đông, tọa dậu hướng mão thì không nên xây mới bất kể bạn tuổi gì. Còn về mộ long biến vận sát, phạm mộ long không được tọa nhà ở đó sẽ làm cho người đàn ông lớn trong nhà giảm thọ, phạm mộ long không hóa giải được, chỉ có cách là đợi tháng nào có cát tinh đến thì sửa, tạm thời chấp nhận. Ví dụ vào năm kỷ hợi, xây dựng căn nhà tọa tí hướng ngọ, long mạch từ tí đến, long tí đem đối chiếu với bảng hồng phạm ngũ hành thì thuộc hành thủy, thủy cục thì mộ khố tại thìn. Xét năm kỷ hợi, lấy ngũ thử độ thì ta khởi giáp tí. Giáp tí, ất sửu, bính dần, đinh mão, mậu thìn, ta biết rằng vào năm kỷ hợi, mộ khố của căn nhà tọa tí là mậu thìn, có nạp âm là đại lâm mộc, mà năm kỷ hợi có nạp âm là bình địa mộc, bằng với mộ long là tốt. Hành của mộ long bằng sinh nhập và khắc xuất với nạp âm, năm tháng ngày giờ là tốt, sinh xuất và khắc nhập là hung. Vào năm 2020, mộ long tại bốn sơn, càn, hợi, đoài, đinh, vì vậy những nhà hướng đông nam tọa càn hướng tốn, tọa hợi hướng tỵ không xây mới, nhà hướng tây tọa mão hướng dậu thì không nên xây mới, nhà hướng bắc tọa đinh hướng quý không xây mới bất kể bạn tuổi gì. Cần phải tham khảo thêm ý kiến từ chuyên gia phong thủy để có thể tư vấn chi tiết và cụ thể, từ việc chọn thời điểm làm nhà đến tư vấn bố cục phong thủy hợp lý với thế đất và tuổi của gia chủ, đảm bảo cho việc xây nhà năm 2020 được cát lành và may mắn. Tiếp theo đó là không phạm lạc quái. Lạc quái là đường sơn hướng của nhà, đường tâm cổng cửa, năm sát vào đường phân tuyến giữa các quẻ. Lạc quái là tiến thoái bất nhất, vợ chồng lục đục, anh em bất hòa, văn nhân hay mắc phải bệnh tâm thần. Nhiều sự việc bất hạnh liên tiếp xảy ra, người ta gọi là lạc quái tiện cục. Tiếp theo đó là không phạm vào âm dương sai thác. Âm dương sai thác là đặt sơn hướng của nhà hoặc là tâm của cổng cửa nằm đúng vị trí của bát long sau: bính thìn, kỷ tỵ, kỷ mùi, nhâm thân, nhâm tuất, ất hợi, quý sửu, bính dần.
Nhà phạm vào âm dương sai thác là tiến thoái lưỡng nan, còn gọi là âm dương sai thố. Nhà loại này hay bị kiện tụng miệng tiếng thị phi khẩu thiệt. Tổng nhân đinh dễ mất chức, giới sĩ thì bị bôi bẩn, hoen ố. Nhà này gọi là nhà bại cục. Sửa nhà cơi nới ngoài các yếu tố trên thì chú ý thêm không được sửa năm nhị hắc đáo hướng, đó là hướng nam vào năm 2020. Như vậy, trong 24 sơn hướng, những mảnh đất có sơn hướng sau không được khởi sự: Tý, Ngọ, Nhâm, Quý, Sửu, Cấn, Dần, Giáp, Mão, Ất, Mộ, Long tính riêng cho từng hướng. Các sơn hướng khác thì cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để chọn được thời điểm và bố cục xây nhà hợp lý nhất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài phân tích của chuyên gia phong thủy may mắn về việc xây nhà năm 2020. Như quý vị đã biết, phong thủy là một bộ môn khoa học có từ hàng ngàn năm trước, nó đã được kiểm chứng trong suốt thời gian dài. Vì vậy, chớ nên coi thường yếu tố phong thủy khi tiến hành xây mới hay sửa chữa nhà cửa. Điều chắc chắn là đừng để nước đến chân rồi mới chạy. Nếu có ý định làm nhà thì hãy chuẩn bị trước ít nhất từ 3 đến 6 tháng, thậm chí là 1 đến 5 năm để có thể chủ động trong việc chọn thời điểm cũng như là thiết kế bố cục phong thủy hợp lý. Không nên để ý quá nhiều vào việc mình tuổi gì, mà hãy xem mảnh đất nhà mình định làm được là hướng bao nhiêu độ, tòa bao nhiêu độ, sau đó là sử dụng la bàn, la kinh hay là điện thoại tốt để có thể đo độ xem hướng đó bao nhiêu độ rồi cho thầy biết. Thầy sẽ cho bạn lời khuyên. Tất nhiên là còn rất nhiều yếu tố ngoại loan đầu và rất nhiều yếu tố khác nữa. Vì vậy, việc lựa chọn thời điểm làm nhà là hết sức quan trọng, cần phải được sự tư vấn từ các chuyên gia phong thủy uy tín. Bởi vậy nên quý anh chị đừng ngần ngại liên hệ với thầy phong thủy của Phong Thủy May Mắn để tư vấn chi tiết cụ thể. Hãy đăng ký kênh để nhận được những kiến thức phong thủy bổ ích ứng dụng trực tiếp vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.